Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Thì mình sẽ chơi tiếp Pokemon format A of Reality các bạn ơi. Ở tập trước thì các bạn thấy mình đã đánh xong ngọn hải đăng rồi. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để lấy tiền kim HM Rockmax các bạn. HM Rockmax để có thể vượt được đến vị trí tiếp theo nha. Đấy, các bạn đi trên này các bạn sẽ thấy có một khu gần. Đây là trên này nó sẽ có một cái thử thách các bạn. Thử thách của cái ông Zimmitter bên vùng Johto, ông Chut á. Đó, ông Chut, cái ông Gym 5 á. Đấy, các bạn bước vào. Đây là Chut Dojo nha. Ở trong này thì mặc định nó sẽ cần phải giải đố các bạn. Thì lúc đầu mình cũng giải được, hiện tại bây giờ mình giải được một nửa rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để giải nha. Đấy, các bạn xem xung quanh đây, đây là có rất là nhiều cái bệ nè các bạn. Đó, các bạn đừng quan tâm tới cái này. Bây giờ các bạn quan tâm tới là cái bức tượng này nè. Đấy, bức tượng Rhydon đầu tiên bên tay trái. Các bạn lấy nó mình. Đó, khi các bạn lấy nó xong, các bạn đi về bên này. Đặt cái bức tượng Rhydon lên cái này luôn. Đấy, lúc này nó xuất hiện cánh cửa bí mật. Đấy, ải 1 là khá là dễ nha các bạn. Ải 2 cũng tương đối dễ. Lúc đầu á, thì ở đây nó sẽ, đằng sau lưng bà lão này sẽ có một con Rhydon, một bức tượng Rhydon để các bạn lấy nha. Đó, mình đã đánh xong rồi, mình lấy rồi. Và mình đã giải được một nửa các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn giải tiếp nè. Đó, lúc đầu thì trừ con Rhydon nó ra nha. Trừ con Rhydon của bà lão này thì mình đã quăng nó vô trong cái phòng góc phải nè các bạn thấy không. Đó, mình quăng nó vô đó rồi. Lúc đầu thì chỗ đó nó chưa có con Rhydon đâu. Hiện tại thì nó có rồi. Lúc đầu thì nó vẫn ở đằng sau lưng bà lão này. Các bạn đánh xong các bạn sẽ lấy được nha. Rồi, bây giờ các bạn lấy con Rhydon ở bên dưới đây của mình. Đặt nó lên trên cái con bên tay phải này. Đấy, nó xuất hiện cái lối đi. Chủ yếu vô đây làm gì? Chủ yếu vô đây để lấy con Rhydon này trong này các bạn. Mới kẹt trong này nè. Đó. Lấy xong. Đó, các bạn sẽ lấy luôn hai con này đi luôn. Đấy, nó đi luôn, nó đặt lên trên này. Để nó mở lại cánh cửa vô bên trong. Đấy, vô đây các bạn đặt thêm một cối nữa, nó xuất hiện một cánh cửa bí mật nữa. Đấy, vô, đây là ải thứ ba nha bạn. Ải thứ ba thì nó hơi quăng một chút xíu các bạn. Thì đầu tiên lúc đầu có con Rhydon này nè, nó sẽ nằm ở ngay vị trí mình đứng luôn. Đó, khi các bạn lấy xong Rhydon sẽ có hai người đánh, thử thách đánh với mình là hai ninja nhóc á, đánh xong. Và ngoài ra là lúc đầu á, tại hai vị trí điểm tròn này nè, nó sẽ có hai người đánh nữa. Khi đánh xong nó mới xuất hiện điểm tròn này nha các bạn. Rồi, thì làm sao để xuất hiện cái điểm tròn cái thứ ba, tức là điểm tròn chính giữa đây nè. Đó, thì các bạn buộc lòng các bạn phải đặt một con Rhydon ở vị trí này. Đấy, đặt cái ba vị trí mình nha. Tức là hai Rhydon này là ngay đầu luôn nè, các bạn lấy giùm mình luôn. Đấy. Là, đó, bây giờ mình hướng dẫn các bạn làm sao xuất hiện cái dấu này nha. Đó, các bạn đặt ở bên trái, bên tay phải và bên dưới. Nếu các bạn để ý kỹ á, thì những cái bức tượng Rhydon này nó sẽ có một cái màu ngay dưới này nè. Đó, cái màu, cái vạch á, đó là xuyên cái màu. Đấy, các bạn đặt ba con thế này. Trừ con sẽ lá cây ra các bạn không đặt nha. Đó, các bạn đặt màu vàng, màu đỏ, màu xanh dương. Thì khi các bạn đặt xong ba vị trí này thì cái dấu ở giữa này sẽ xuất hiện. Ở giữa này xuất hiện xong phải không? Đó, các bạn sẽ bỏ qua cho mình luôn. Bỏ qua, các bạn nhận lại mình hai con này luôn. Đấy, các bạn nhận lại cả hai luôn nha. Nhận lại hết cho mình luôn. Đó, để mà giải quyết được xong ba cái dấu đúng không? Làm xong ở đây khi mà các bạn làm sao xuất hiện hai cái làm xuất hiện cái bảng này để gợi ý chúng ta nè các bạn. Đó, đây là Red, Green, Blue và Yellow. Rồi. Làm sao xuất hiện được cái bảng này thì các bạn mới đặt hai con Rhydon ở hai bên này, mình đặt hai Rhydon ở đây thì nó xuất hiện cái bảng này nha bạn. Rồi, bây giờ thì làm sao để tiếp tục để mở cánh cửa tiếp theo? Thì cần các bạn phải có tổng cộng là 5 con, 4 con Rhydon. Thì bây giờ các bạn phải đặt ở đây nè, đặt ở đây trước. Đặt con Rhydon đây. Thêm một con Rhydon đây nữa. Đấy, đặt con Rhydon đây. Giờ chúng ta sẽ phải quay trở về ra ngoài các bạn. Quay trở về ra ngoài để lấy con Rhydon ở kia các bạn. Đây.
để lúc này chúng ta sẽ lấy được con Raidon này. Chúng ta sẽ chạy lên cái tầng 3 lại. Đặt con Raidon ở đây luôn. Và nút giữa là chính là nút mình sẽ đứng lên nha bạn. Đấy, các bạn thấy không? Xuất hiện. Xuất hiện cánh cửa nè. Bây giờ chúng ta sẽ lượm lại hết tất cả những con Raidon nha bạn. Đấy, ở đây sẽ có một con Raidon nữa, chúng mình lấy luôn. Đây, xuất hiện một con ma các bạn. Tại vì chúng ta sẽ phải ra ngoài lại các bạn ơi. Và sau đó chúng ta sẽ lấy hết tất cả những con Raidon đây luôn. Đó, khi các bạn lấy xong hết tất cả những con Raidon lại á, thì trong túi các bạn sẽ đếm số lượng giùm mình nha. Các bạn xem lại số lượng của những con Raidon giùm mình. Tổng cộng là 9 con. Chúng ta sẽ đặt ở đây để mở cánh cửa này ra. Rồi chúng ta còn 7 cái bức tượng đúng không? Tương đương với 7 cái vị trí này, chúng ta sẽ đặt lên 7 cái đây luôn. Đó, cánh cửa bí mật sẽ xuất hiện. Chúng ta sẽ phải đánh với bà này cái nha bạn. Rồi, sau khi đánh xong thì bà ta sẽ biến mất. Và ở đây sẽ chúng ta sẽ đọc được cái bản hướng dẫn này nha bạn. Cái bản hướng dẫn này là sao? Cái hướng dẫn này tức là yêu cầu các bạn đặt những cái bức tượng Raidon đúng vị trí. Tức là những chỗ nào là có dấu ít là các bạn sẽ không được đặt, và những cái chỗ nào là dấu O thì các bạn sẽ đặt nha các bạn. Đúng ta? Ít là đặt hay là ít là không đặt ta? Giờ mình sẽ chụp lại cái bức ảnh này trước các bạn. Bây giờ sẽ có hai khả năng, một là ít là nó kêu mình đặt và ít tượng trưng là không đặt. Giờ thử trước nha các bạn. Đó, cứ thử đi. Ok, có hướng dẫn thì chúng ta đã chụp hình lại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy hết lại những bức tượng này luôn mình cái nha. Tượng Raidon là bắt buộc phải cần phải lấy lại hết nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lấy hết tất cả tượng Raidon, tổng cộng là 9 con. Chúng ta sẽ gây ra lại phòng đầu tiên. Đây chính là vị trí của cái hình hồi nãy nó gợi ý nữa bạn. Bây giờ mình sẽ bật cái vị trí lên mà xem nha bạn.
Bây giờ thì mình cứ cho dấu ít là đặt đi ha bạn. Ít là đặt là chúng ta sẽ làm một cái trên này nè. Đó, một cái trên này. Cái này dấu O, chữ O nè, chúng ta không đặt. Bây giờ đặt chữ ít thử coi. Đó, còn lại là ở đây sẽ là hai cái ít nè. Đặt ở đây. Và đặt ở đây nữa. Ok, vậy là tức là ít là đặt nha bạn, ít là đặt. Để bức tường xuất hiện. Trong này sẽ có bức tượng của ông chết các bạn. Chà. Chắc phải lấy lại những bức tượng này trước đã. À, bức tượng này nếu mất thì nó sẽ không xuất hiện các bạn. Mình nghĩ là mình phải lấy luôn hai bức tượng này luôn các bạn. Tao mất tất cả đến cửa luôn. Lấy luôn hai bức tượng này nha các bạn. À, bức tượng này không lấy được. Bây giờ chúng ta cần phải đi đúng cái ô gạch các bạn. Mình nghĩ là tại vì mình đã xem mình đã hỏi ý kiến của bên nhà phát triển rồi, họ bảo tới đây chúng ta cũng mới đi đúng ô gạch. Mình đi bước lên đây nè. Đó, các bạn đi theo video clip của mình nha. Mình nghĩ chắc là đi theo vậy. Đi vào bên trái ba ô nữa. 1 2 3, lên đây và lên đây. Đây, lên đây. Đó, đúng rồi. Đấy, đi theo cái bị những cái gì mình đánh dấu nha bạn. Tức là đi theo cái video clip, đi theo những ô gạch này thì các bạn mới đi đúng nha. Đó, thì cái này là mình đã hỏi của nhà phát triển chứ không phải mình tự nhớ ra, tự làm ra đó bạn. Đấy. Đây có một cái tượng nè. Chúng ta lấy được cái tượng này luôn. Có hai bức tượng của con khỉ đột nữa, lấy luôn. Các bạn đi theo mình trong clip nha. Ở nhà phát triển rồi, phát triển quăng cái hình ra cho mình cũng chả biết nó là như thế nào nữa, cứ đi theo quán tính thôi bạn. Mình chỉ giải được tới cái bức chỗ tượng này thì mình không biết cách giải nữa thì mình phải lên hỏi nhà phát triển mà. Nó quăng cái hình đi theo cái ô gạch đó, đi theo thôi. Như đó là đủ rồi. Còn như đây là chắc là mình nghĩ mình giải được. Đó, chúng ta lấy hết tất cả tượng. Và theo đúng thì chúng ta sẽ đặt bức tượng con hang khí đột ở đây. Đấy, bức tượng nó sẽ là hang khí đột. Đó. Có bà lão chặn nữa nè. Rồi, sau khi đấu xong thì bà lão sẽ biến mất và chúng ta sẽ vào căn phòng cuối cùng của ông chết nha bạn. Ở đây thì chúng ta bắt buộc phải đặt những bức tượng lại nè. Đặt những bức tượng này lên lại đây. Chết. Đây sẽ là trận đánh giữa chúng ta với ông chết này để lấy tuyệt chiêu HM góc mắt nha bạn. Là 42 căn.
phết đấy. Oh shit. Thắng nổi ông ta không đây? Oh shit. Vãi mạnh. Kệ thua hả ơi, thua rồi. Ông là mạnh quá. Ok, mà đánh lại bạn. Mà đánh tới con thứ ba của ông ta rồi. Cái tê liệt. Oh shit. À, tán của nó đào dưới con Firewatch này của nó. Oh, ngon tuyệt chiêu của hệ bay này. Chỉ 70% đánh trúng à, mít cao quá. Oh shit, con hơi gồng này. Nó căng quá. Ngon, bị tê liệt và bị thêm cái đó nữa. Oh shit, đừng chết. Ngon. Vừa tê liệt mà vừa bị giúp đầu nữa. Có cơ hội thắng chừng này các bạn. Khỉ đồn. Ăn phấn tê. Tới bước này nó xài chiêu này chúng ta chỉ việc bơm máu thôi bạn ơi. Đánh tới 2 đến 3 lần là kiểu gì nó cũng bị tê liệt thôi à. Nó cũng bị nhức đầu các bạn, chiêu đó là chiêu cây nhức đầu. Thắng rồi. Ok, chúng ta thắng được ông Chut. Đó, chúng ta nhìn được chiêu drop max của ông Chut nha bạn. Hai bức tượng này chúng ta lấy không được rồi. Nhưng chúng ta cứ lấy lại những bức tượng của Raidon nếu bạn, nhiều khi cần á. Cứ giữ lại đi, không sao hết á. Quan trọng là chúng ta đã lấy được chiếc góc mát rồi. Ok, và xong.
Rồi, ok, mình xin kết thúc clip ở đây đi. Hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.